chương trình luyện tập thể chất cùng Body Key Mentor. Đây là bài tập High Low được phát triển bởi thầy Trần Việt Hoàng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu bài tập High Low giúp chúng ta nâng cao hiệu quả vận động cơ thể, kích thích các nhóm cơ và khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giúp tăng cân và tăng cơ. Đối tượng sử dụng người bình thường khỏe mạnh có nhu cầu tăng cân và tăng cơ. Trước khi bước vào luyện tập, chúng ta cần đi qua một số lưu ý các anh chị nhé. Về bữa ăn trước và sau khi luyện tập, bữa ăn trước luyện tập rất cần thiết và quan trọng, giúp duy trì đủ năng lượng trong suốt quá trình luyện tập và hạn chế cảm giác đói, làm giảm năng suất của việc luyện tập. Bữa ăn chính trước thời điểm luyện tập tối thiểu 3 tiếng, bữa ăn phụ khoảng 1 tiếng trước khi luyện tập, nên sử dụng những thức ăn dạng lỏng dễ hấp thụ. Bữa ăn này nên bao gồm đầy đủ các chất dinh dưỡng, năng lượng cho cơ thể, đồng thời bổ sung protein để hạn chế quá trình dị hóa và mất cơ. Bữa ăn sau luyện tập, chúng ta nên sử dụng thêm khẩu phần dinh dưỡng, năng lượng cho nhu cầu tăng cân và protein để xây dựng cơ. Các anh chị có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm Body Key by Nutrilite, Nutrilite On Brand Protein Powder. Về việc sử dụng nước và chất điện giải trong quá trình luyện tập, các anh chị cần bổ sung đầy đủ nước và điện giải tùy vào cường độ luyện tập, tình trạng cơ thể và môi trường luyện tập. Khi tập luyện, các anh chị cần đặc biệt lưu ý các đối tượng bị hạn chế vận động hoặc có những rối loạn sức khỏe đi kèm cần tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc bác sĩ trước khi luyện tập. Luyện tập vừa sức, ưu tiên lựa chọn các môn tập yêu thích, gia tăng mức độ luyện tập dần dần theo thời gian. Trong mỗi bài tập cần có khởi động và điều hòa, tập khoảng 30 đến 45 phút mỗi ngày. Vừa rồi là các lời khuyên dành cho các anh chị, bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào bài tập nhé. Nào chúng ta cùng bước vào phần khởi động. Phần này có 8 động tác, mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp. 8 nhịp đầu từ trái qua phải hoặc từ ngoài vào trong, 8 nhịp sau đổi bên. Phần khởi động giúp các anh chị làm nóng cơ thể, chuẩn bị bước vào phần bài tập chính, giúp cơ tránh bị chấn thương trong suốt buổi tập. Động tác đầu tiên là xoay cổ. 1, 2, 3, 4, ngược lại. 5, 6, 7. Thôi, tiếp theo là động tác xoay khớp vai. 1, 2, 3, 4, ngược lại. 5, 6, 7. Thôi, tiếp theo là động tác khởi động khớp hông. 1, 2, 3, 4, ngược lại. 5, 6, 7. Thôi. Động tác tiếp theo là động tác khởi động khớp gối. Các anh chị đứng hai chân rộng hơn vai, xoay từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4. Từ trong ra ngoài. 5, 6, 7. Thôi. Tiếp theo là ép nghiêng lườn, ép phải. 1, 2, 3. Nhịp 4 thẳng người. Ép trái. 5, 6, 7. Thôi. Động tác khởi động tiếp theo là vặn mình, hai chân rộng bằng vai. Nhịp 1, 2, 3. Tay cao ngang ngực, khuỷu tay gập. Vặn mình. 1, 2, 3, 4, ngược lại. 5, 6, 7. Thôi. Động tác tiếp theo là gập bụng bên, hai chân rộng bằng vai. Nhịp 1, 2, 3, gập bụng bên phải. 1, 2, 3. Nhịp 4, thẳng người và đổi bên. 5, 6, 7. Thôi. Động tác tiếp theo là gập bụng trước, hai chân rộng bằng vai, gập bụng về phía trước. 1, 2, 3. Nhịp 4 thẳng người. Tiếp tục. 5, 6, 7. Thôi. Sau khi gập bụng trước, chúng ta cùng bước tại chỗ 2 lần 8 nhịp để chuẩn bị cho bài tập chính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi là các động tác khởi động. Chúng ta sẽ đi vào bài tập chính. Các động tác High Low giúp nâng cao hiệu quả vận động cơ, kích thích các nhóm cơ và khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giúp tăng cân và tăng cơ. Phần này có 15 động tác chính, mỗi động tác thực hiện 8 lần 8 nhịp. 4 lần 8 nhịp đầu tập trung động tác chân, 4 lần 8 nhịp sau kết hợp thêm với tay. Nào bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác bước ngang chạm chân kết hợp với động tác tay, giúp làm nóng nhóm cơ tay sau, cơ ngực và cơ vai. Đứng hai chân khép, hai tay nắm hờ chống hông. 4 lần 8 nhịp đầu, cố định tay chỉ bước chân. Nhịp 1 bước chân phải sang ngang. Nhịp 2 bước thu chân trái theo chân phải chạm đất bằng mũi chân. Nhịp 3, 4 đổi bên. 3, 4. Các nhịp còn lại thực hiện tương tự. 5, 6, 7. Thôi. 4 lần 8 nhịp tiếp theo, bước chân như cũ kết hợp với đánh tay như sau. Nhịp 1 đưa hai tay ra trước vuông góc với thân mình. Nhịp 2 co khuỷu và đánh khuỷu tay về phía sau. Nhịp 3, 4 đổi bên. 3, 4. Các nhịp còn lại thực hiện tương tự. 5, 6, 7. Thôi. Tiếp theo là động tác bước ngang đặt mũi chân chéo kết hợp với động tác tay giúp làm nóng ngón tay trước. Đứng hai chân khép,
Hai tay duỗi thẳng với thân một góc 30 độ, bàn tay nắm hờ. Bốn lần tám nhịp đầu, cố định vị trí tay và chỉ bước chân. Nhịp 1, bước chân phải sang ngang. Nhịp 2, bước chân trái chéo ra trước chân phải. Chạm đất bằng mũi chân. Nhịp 3, 4, đổi bên. 3, 4, các nhịp còn lại thực hiện tương tự. 5, 6, 7, thôi. Bốn lần tám nhịp tiếp theo, bước chân như cũ kết hợp với đánh tay. Nhịp 1, co khuỷu tay như nâng tạ. Nhịp 2, duỗi thẳng. Nhịp 3, 4, đổi bên. 3, 4, các nhịp còn lại thực hiện tương tự. 5, 6, 7, thôi. Kế tiếp, chúng ta sẽ thực hiện bước V step kết hợp với đánh tay. Các động tác này giúp làm nóng cơ tay sau, cơ ngực và cơ vai. 4 lần 8 nhịp đầu bước V step kết hợp với đánh tay tự nhiên. Nhịp 1, bước chân phải về phía trước, lệch phải. Nhịp 2, bước chân trái về phía trước, lệch trái, tạo thành hình chữ V rộng. Nhịp 3, thu chân phải về. Nhịp 4, thu chân trái về. Là 5, 6, 7, thôi. 4 lần 8 nhịp tiếp theo kết hợp V step và đánh tay ngang. Chân vẫn bước V step, tay đưa sang ngang bằng vai. Tay đánh liên tục, phải trái theo nhịp đếm, đánh tay bằng cách co duỗi khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là trụ một chân, chân còn lại duỗi ngang chạm mũi chân, kết hợp với đánh tay, giúp làm nóng cơ ngực, cơ cầu vai và cơ đùi trước. Đứng hai chân khép, hai tay nắm hờ chống hông, người hơi cúi về phía trước, lưng thẳng. 4 lần 8 nhịp đầu, cố định tay và thực hiện động tác chân. Nhịp 1, bước chân phải sang ngang, chạm đất bằng mũi chân. Nhịp 2, thu chân phải về. Nhịp 3, 4, đổi bên. 3, 4, các nhịp còn lại thực hiện tương tự. 5, 6, 7, thôi. 4 lần 8 nhịp tiếp theo, bước chân như cũ và kết hợp với tay. Nhịp 1, nâng hai tay từ dưới sang ngang bằng vai. Nhịp 2, hạ tay xuống ra trước chéo nhau. Nhịp 3, 4, đổi bên. 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là bước đá gót, nâng gối kết hợp với tay làm nóng cơ ngực, cơ vai, cơ đùi trước, cơ bụng và cơ mông. Đứng hai chân khép, hai tay nắm hờ chống hông, người thẳng, lưng thẳng. 8 nhịp lần 1, chuyển trọng tâm, co gót chạm mông. Nhịp 1, bước chân phải sang ngang. Nhịp 2, co gót chân trái chạm mông. Nhịp 3, 4, đổi bên. 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 8 nhịp lần 2, chuyển trọng tâm nâng gối. Nhịp 1, bước chân phải sang ngang. Nhịp 2, nâng gối chân trái. Nhịp 3, 4, đổi bên. 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 8 nhịp lần 3 giống lần 1, co gót chạm mông. 8 nhịp lần 4 giống lần 2, nâng gối. 8 nhịp lần 5, co gót chạm mông, kéo tay trước sau. Nhịp 1, đưa thẳng hai tay ra trước, cao ngang vai, bàn tay nắm hờ. Nhịp 2, co khuỷu tay kéo về phía sau. Nhịp 3, 4, đổi bên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 8 nhịp lần 6, nâng gối, kéo tay trên dưới. Nhịp 1, hai tay đưa thẳng lên trên song song với thân mình, lòng bàn tay nắm hờ. Nhịp 2, hạ hai tay xuống gối. Nhịp 3, 4, đổi bên. 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 8 nhịp lần 7 và lần 8 giống lần 5 và lần 6. Động tác tiếp theo là nhảy chạm chân qua lại. Hai nhịp kết hợp với động tác tay làm nóng cơ bắp chân và cơ vai. Đứng thẳng hai chân khép, hai tay nắm hờ dọc thân. 4 lần 8 nhịp đầu, nhảy chân qua lại kết hợp với đánh tay tự nhiên. Nhịp 1 bật nhảy qua bên phải, sau đó thu chân trái theo chân phải, chạm đất bằng mũi chân. Nhịp 2 bật người tại chỗ. Nhịp 3, 4 đổi bên. 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 4 lần 8 nhịp tiếp theo, nhảy chân qua lại như cũ kết hợp với động tác tay đánh tay chéo chân xuống. Nhịp 1 giơ hai tay co duỗi đánh tay nhẹ sang trái, mắt nhìn theo tay. 1, nhịp 2 bật người tại chỗ. Nhịp 3, 4 đổi bên. 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là bước một chân ra trước, chân còn lại đá ra trước kết hợp với tay làm nóng cơ tay trước, cơ ngực, cơ đùi sau và cơ mông. Đứng thẳng hai chân khép, hai tay nắm hờ chống hông. 4 lần 8 nhịp đầu, bước chân và cố định tay. Nhịp 1, bước chân phải thẳng về phía trước. Nhịp 2, đá chân trái ra trước. Nhịp 3, thu chân trái về tư thế ban đầu. Nhịp 4, bước thu chân phải về sau chân trái, chạm đất bằng mũi chân. 4 lần 8 nhịp đầu, bước chân và cố định tay. Nhịp 1, bước chân phải thẳng về phía trước. Nhịp 2, đá chân trái ra trước. Nhịp 3, thu chân trái về tư thế ban đầu. Nhịp 4, bước thu chân phải về sau chân trái, chạm đất bằng mũi chân. Lặp lại động tác. 5, 6, 7, thôi. 2 lần 8 nhịp sau, chúng ta đổi bên. 4 lần 8 nhịp tiếp theo, bước chân như cũ và kết hợp với động tác tay. Nhịp 1, hai tay đưa sang ngang bằng vai, hai khuỷu tay gấp để cẳng tay áp sát cánh tay, lòng bàn tay nắm hờ. Nhịp 2, duỗi thẳng hai cánh tay ra trước vuông góc với thân. Nhịp 3, thu tay về vị trí giống như nhịp 1.
Nhịp 4, hạ tay dọc theo thân. Lặp lại động tác 2 lần 8 nhịp. 2 lần 8 nhịp sau chúng ta đổi bên. Động tác tiếp theo là hai bước chụm, một bước chụm trái phải kết hợp với tay, làm nóng cơ tay trước và tay sau. Đứng thẳng hai chân khép, hai tay nắm hờ chống hông. 4 lần 8 nhịp đầu, bước ngang và cố định tay. Nhịp 1, bước chân phải sang ngang. Nhịp 2, bước chân trái theo chân phải. Nhịp 3, bước chân phải. Nhịp 4, bước chân trái. Nhịp 5, bước chân trái sang ngang. Nhịp 6, bước chân phải. Nhịp 7, bước chân phải. Nhịp 8, bước chân trái. Các nhịp còn lại thực hiện tương tự. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. 4 lần 8 nhịp tiếp theo, bước ngang như cũ kết hợp với đánh tay. Nhịp lẻ, đưa hai tay sang ngang cao bằng vai, tay duỗi thẳng lòng bàn tay nắm hờ. Nhịp chẳng, co khuỷu tay để áp sát cẳng tay vào cánh tay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác tiếp theo là bước chéo sau, hai bước ngang chuyển trọng tâm co gót chạm mông, kết hợp với tay làm nóng cơ ngực, cơ vai, cơ xô và cơ đùi trước. Đứng thẳng hai chân khép, hai tay nắm hờ chống hông. 4 lần 8 nhịp đầu, bước chân và cố định tay. Nhịp 1, bước chân phải sang ngang. Nhịp 2, bước chân trái chéo ra phía sau chân phải, chạm đất bằng mũi chân. Nhịp 3, bước chân phải. Nhịp 4, co gót chạm mông. Nhịp 5, bước chân trái. Nhịp 6, co gót chạm mông. Nhịp 7, bước chân phải. Nhịp 8, co gót chạm mông. Các nhịp còn lại chúng ta thực hiện tương tự. 4 lần 8 nhịp tiếp theo, bước chân như cũ và kết hợp với động tác tay. Nhịp 1, hai tay đưa sang ngang bằng vai, co khuỷu tay, cẳng tay vuông góc với cánh tay. Nhịp 2, ép ngực vào vai, cho hai cẳng tay áp sát nhau. Nhịp 3, mở. Nhịp 4, vỗ. Nhịp 5, mở. Nhịp 6, vỗ. 7, mở. 8, vỗ. Các nhịp lại chúng ta thực hiện tương tự. Động tác tiếp theo là dạng chân khuỵu gối, ép lườn làm nóng cơ đùi trong, cơ lưng giữa. Đứng ở tư thế squat nhưng trọng tâm hơi cao. 4 lần 8 nhịp đầu, ép lườn ngắt quãng. Nhịp 1, ép lườn về phía bên phải. Nhịp 2, trở về vị trí ban đầu. Nhịp 3, ép trái. Nhịp 4, trở về vị trí ban đầu. Các nhịp còn lại thực hiện tương tự. 5, 6, 7. Thôi. 4 lần 8 nhịp tiếp theo, ép lườn liên tục. Nhịp 1, ép lườn về phía bên phải. Nhịp 2, ép lườn về phía bên trái. Nhịp 3, 4, ép lườn về phía bên phải. 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Các nhịp còn lại chúng ta thực hiện tương tự. Động tác tiếp theo là bước chéo sau, hai bước ngang chuyển trọng tâm co gót chạm mông, kết hợp với tay làm nóng cơ tay trước, cơ vai, cơ bụng và cơ mông. Đứng hai chân khép, hai tay nắm hờ chống hông. 4 lần 8 nhịp đầu, bước chân và cố định tay. Nhịp 1, bước chân phải sang ngang. Nhịp 2, bước chân trái chéo ra sau chân phải, chạm đất bằng mũi chân. Nhịp 3, tiếp tục bước chân phải. Nhịp 4, nâng gối trái. Nhịp 5, bước chân trái sang ngang. Nhịp 6, nâng gối phải. Nhịp 7, bước chân phải sang ngang. Nhịp 8, nâng gối trái. Các nhịp còn lại chúng ta thực hiện tương tự. 4 lần 8 nhịp sau, bước chân và kết hợp động tác tay. Nhịp 1, đưa hai tay sang ngang bằng vai, tay duỗi thẳng bàn tay duỗi. Nhịp 2, co khuỷu tay, ép cẳng tay sát vào cánh tay. Nhịp 3, đưa hai tay lên cao, lòng bàn tay mở. Nhịp 4, hạ tay, khuỷu tay co, hai bàn tay chạm gối. Nhịp 5, tay cao. Nhịp 6, chạm gối. Nhịp 7, tay cao. Nhịp 8, chạm gối. Các nhịp còn lại chúng ta thực hiện tương tự. Động tác tiếp theo là bước tiến 4 bước. Bật nhảy dạng hai chân kết hợp với tay làm nóng cơ bắp chân và cơ vai. Đứng thẳng hai chân, hai tay nắm hờ chống hông. 4 lần 8 nhịp đầu, vận động chân và cố định tay. Nhịp 1, 2, 3 bước chân về phía trước. 1, 2, 3 kết thúc hai chân khép. Nhịp 5 bật nhảy hai chân rộng hơn vai, tiếp đất bằng mũi chân. 5, 6, 7, 8. 8 nhịp tiếp theo thực hiện tương tự nhưng lùi bước về sau. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 4 lần 8 nhịp tiếp theo, vận động chân và kết hợp với tay. Khi bước chân lên xuống đánh tay tự nhiên. 1, 2, 3, 4, nhịp bật nhảy dạng hai chân và thu về kết hợp với động tác tay lên cao và hạ xuống tương ứng. 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là bước xích sắt, hai bước dạng khuỷu gối, bước chạm ngoài mũi chân và kết hợp với tay. 4 lần 8 nhịp đầu, bước chân và cố định tay. Nhịp 1, bước ngang chân phải chết ra phía trước. Nhịp 2, thu chân trái. Nhịp 3, bước ngang chân phải. Nhịp 4, thu chân trái. Kết thúc nhịp 4, trụ chân phải, xoay người ra phía trước. Nhịp 5, 6, 7, 8 thực hiện tương tự. 5, 6, 7, thôi. Kết thúc nhịp 8, hướng người về phía trước. 8 nhịp tiếp theo, nhịp 1, 2, bước chân phải sang ngang và thu về. 1, 2, nhịp 3, 4, đổi chân. 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 2 lần 8 nhịp tiếp theo tương tự nhưng thực hiện để quay về vị trí ban đầu. 4 lần 8 nhịp tiếp theo chúng ta thực hiện tương tự 4 lần 8 nhịp đầu nhưng kết hợp với đánh tay sang ngang và chéo trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác tiếp theo là nhảy chụm hai chân hai bên theo hình zig zag kết hợp với động tác tay, làm nóng cơ bắp chân, cơ vai, cơ tay sau và cơ xô. Động tác này thực hiện tương tự động tác nhảy chậm chân qua lại hai nhịp kết hợp động tác tay trước đó, nhưng thay vì nhảy sang ngang thì chúng ta sẽ nhảy theo hướng zig zag. 4 lần 8 nhịp đầu chúng ta sẽ thực hiện động tác chân và để tay tự nhiên. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. 4 lần 8 nhịp tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện chân và cùng với động tác tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác tiếp theo là bước ngang khuỵu hai gối, bước trước khuỵu hai gối kết hợp với tay, làm nóng cơ đùi trong, cơ đùi trước, cơ bắp chân và cơ cẳng tay. Nhịp 1 2 bước chân sang phải, hai tay thực hiện động tác như đánh trống liên tục. Nhịp 3 4 thu chân về, nhịp 5 6 bước chân sang trái, nhịp 7 8 thu về, thực hiện động tác 4 lần 8 nhịp. 4 lần 8 nhịp tiếp theo thực hiện tương tự nhưng bước chân ra trước và thu về thay vì bước chân sang ngang. Anh chị hãy cùng nhau thực hiện nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện phần điều hòa giúp hồi phục cơ thể sau khi luyện tập. Đầu tiên là bước điều hòa. 4 lần 8 nhịp đầu, nhịp 1 2 3 4 bước chân tại chỗ. 1 2 3 4, nhịp 5 6 đưa tay ra trước. 5 6 lên cao và căng ngực ngẩng đầu. Nhịp 7 8 hai tay đưa từ cao sang ngang xuống dưới và đan chéo trước bụng. 7 8 4 lần 8 nhịp tiếp theo bước ngang và kết hợp xoay vai. Nhịp 1 bước chân phải sang ngang, xoay vai và cánh tay phải từ dưới lên trên, ra sau xuống dưới, lòng bàn tay mở. 1 2 tay trái giữ sát người, nhịp 2 bước chân trái theo chân phải, nhịp 3 4 xoay tay trái. 3 4 nhịp 5 6 tương tự nhịp 1 2 nhưng xoay vai và cánh tay hai bên. 5 6 nhịp 7 8 đưa chân về tư thế ban đầu. 7 8 động tác ép đùi trước, chân phải chân trái 4 lần 8 nhịp, đặt gót phải ra trước, ép. 1 2 3 4 thu về trái, 5 6 7 8 thu về. Động tác ép đùi ngang, chân phải và chân trái 4 lần 8 nhịp, đặt gót phải sang ngang, ép. 1 2 3 4 thu về, đổi bên. 5 6 7 8 thu về. Động tác cuối cùng là bước điều hòa tại chỗ. Động tác này hít sâu và thở dài giúp điều hòa cơ thể sau khi thực hiện xong bài tập. 1 2 3 4 5 6 7 thôi. Chúng ta đã cùng nhau đi qua các động tác của một bài tập hai lô hoàn chỉnh hướng tới mục tiêu tăng cân và tăng cơ. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt nên việc luyện tập cũng phải tùy vào các đẳng cấp của mỗi người. Đối với các anh chị chưa có nhiều kinh nghiệm trong luyện tập, có thể tham khảo gợi ý điều chỉnh cường độ luyện tập sau đây. Tập một hiệp như bài tập mẫu hoặc có thể nâng lên từ 2 đến 3 hiệp. Lưu ý, nếu khoảng cách nghỉ giữa hai hiệp từ 5 phút trở lên, chúng ta sẽ bắt đầu hiệp tiếp theo từ bước khởi động. Nếu khoảng cách nghỉ giữa hai bài tập ít hơn 5 phút, ta có thể lược bỏ phần khởi động trong các hiệp sau. Tăng hoặc giảm số nhịp trong bài tập chính đảm bảo là bội của 4. Ví dụ 4 x 8, 8 x 8, 16 x 8, tối đa là 32 x 8. Thay đổi tốc độ nhạc, sử dụng nhạc tốc độ chậm hơn hoặc nhanh hơn. Chúng ta cùng tập một bài hai lô hoàn chỉnh nào. Thank you.
Body Key bài thể dục hai lô với mục tiêu tăng cân và tăng cơ. Hy vọng bài tập này sẽ giúp cho hành trình kiểm soát cân nặng cùng Body Key dễ mà vui, hướng tới thành công của anh chị khi kinh doanh cùng Body Key và cùng Amway. Xin chân thành cảm ơn.